Âm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, vào thời điểm này là 6 giờ kém 15 phút buổi chiều ngày 20 tháng 10 năm 2018. Cửa hàng Âm Thanh Hạnh rất vinh dự được chào đón hai vị khách. Vâng, hai vị khách này thì xin được giấu tên và giấu hình. Vâng, anh đến từ Hà Nội về cửa hàng Âm Thanh Hạnh lựa chọn cho mình một chiếc âm ly Nắc Man vừa về cửa hàng. Có mã là 309X. Vâng, sản phẩm này thì về với cửa hàng rất là hiếm. Vâng, ngày hôm nay cập nhật được 3 chiếc âm ly Nắc Man. Và cửa hàng sau clip này thì sẽ quay chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay. Vâng, hôm nay cửa hàng Âm Thanh Hạnh vừa cập nhật được một chiếc âm ly Nắc Man 309V này, một chiếc 309X này, một chiếc âm ly Nắc Man L100. Vâng, sản phẩm thì đã được bóc và khui thùng trưng bày trước mắt quý vị và các bạn. Vâng, hai vị khách đến từ Hà Nội rất nhanh tay đã về với cửa hàng đúng kịp thời điểm cửa hàng bóc hàng, nên anh đã lựa chọn cho mình được một chiếc âm ly Nắc Man 309X trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngày tháng qua dần, tôi đi chinh chiến từ khi quê hương thống khổ, gót mòn phong sương từ mùa. Vâng, chiếc âm ly trong tình trạng còn rất là mới và đẹp. Vâng, hiện tại cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh đã cập nhật được một chiếc 309V và một chiếc Nắc Man L100. Vâng, cửa hàng đang phối ghép cùng với một cặp loa. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Nữ Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, chiếc âm ly 309X vào thời điểm này thì có giá dưới 27 triệu một chút. Vâng, cửa hàng cảm ơn những vị khách đến từ Hà Nội trong buổi chiều tối ngày hôm nay đã lựa chọn cho mình được một chiếc âm ly Nắc Man 309X. Vâng, Âm Thanh Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.